Trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một click đăng ký. Và đừng quên là kích vào cái chuông, nhận tất cả thông báo để có thể cập nhật những video mới nhất và sớm nhất từ channel mình. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn quay trở lại với Minecraft. Và nếu như bạn nào tiếp tục những cái video như thế này nữa thì đừng quên là giúp mình đạt 1112 like. Và đừng quên là xem channel MK Minecraft cũng như là MK MCB để ủng hộ cho mình nha. Ngoài ra nếu như bạn nào thích xem mình livestream hàng ngày thì đừng quên là theo dõi fanpage MK Gaming Việt Nam cũng như là kênh MK Livestream nha. Còn bây giờ ta sẽ bắt đầu vào video nào. Let's go. Như các bạn đã biết rồi, trong tập trước á, mình gọi là sao ta, đi đào kim cương rất là vất vả luôn các bạn. Cho nên á, ngày hôm nay mình quyết định á, là để dành cho những bạn nào mà đi đào kim cương vất vả như mình nè, mà không tìm thấy được kim cương á, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết một thứ có thể giúp các bạn tìm thấy kim cương siêu dễ dàng luôn, mà không cần phải gọi là đi đào như mình, đi đào bới và đào linh tai linh tinh, đào từ lưa hộp dưa, đào hết mọi thứ mà vẫn không ra kim cương. Mình đào quá trời luôn các bạn coi nè, đó cái đường của mình nè, đào trời ơi, đào gì mà mấy cái đường mà nó sâu, mà nó cao, mà nó dài phát cái nồi luôn mà vẫn không có kim cương. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn biết đó chính là Gemfinder. Tại sao mình lại giới thiệu cho các bạn biết cái này? Đó chính là cái này nó sẽ giúp cho các bạn tìm thấy được nè, sắt nè, vàng nè và kim cương nè. Đầu tiên thì mình sẽ tìm cái sắt nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cần cái gì? Chúng ta sẽ cần có 1, 2, 3 là 6 cái compactor, 6 cái repeater đúng không? Và chúng ta sẽ cần có gọi là 3 cái lá bàn, rồi thêm 3 cục kim cương nữa. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là bây giờ phải đi tìm gọi là gì ta? 3 cục kim cương trước, đúng chưa? Bây giờ mình phải kiếm được ra 3 cục kim cương thì mình mới làm được cái máy này chứ. Nếu không kiếm ra 3 cục kim cương thì lấy gì làm, đúng chưa? Ok, kiếm 3 cục kim cương đúng không? Được, bây giờ mình sẽ phải đi kiếm 3 cục kim cương trước các bạn. Thì mình sẽ làm một cái máy trước, cái này trước, làm cái Microfinder trước. Thì cái này nó sẽ giúp chúng ta kiếm được sắt đúng không? Thì hiện tại là sắt thì mình cũng hơi nhiều á. Nhưng mà thôi kệ đi, cứ làm để test cho các bạn xem nha. Thì bắt buộc là mình cũng phải đi xuống dưới địa ngục luôn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ gọi là đi kiếm sắt là thứ nhất nè. Sau đó thì than nè, than đã nấu đá lên nè, để chúng ta làm đá nung nè, đá nung để chúng ta chế tạo compactor với lại repeater nè. Là chắc chắn rồi. Gì vậy trời? Gì mà rớt sỏi lên đầu tôi đùng vậy trời? Tôi có làm gì đâu. Ok, thì bây giờ mình sẽ cần phải kiếm ít đá, sau đó chúng ta sẽ cần phải nung miếng sắt lên làm một cái xô. Sau đó là chúng ta sẽ lấy một ít obsidian để làm gì? Thì chúng ta sẽ cần phải đi xuống dưới địa ngục để đào một ít thạch anh ha. Bây giờ mình sẽ làm những cái công việc đó nha. Nhanh thôi các bạn, bây giờ mình sẽ leo lên trên cái đã. Đầu tiên là cần phải đi lên trên. Đây là ngõ lên của mình. Bây giờ phải đi theo kiểu đường đá lên nè các bạn, chứ không phải đi bình thường đâu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới địa ngục nào các bạn, kiếm ít thạch anh nha. Nói chung là mình nãy giờ mình đào khá là nhiều sắt rồi, thật sự là mình cũng không cần phải kiếm sắt á. Từ trước khi mà chúng ta đi ấy thì mình sẽ nấu đá lên để dành đó. Thật sự là mình không cần làm cái la bàn sắt, nhưng mà vẫn phải làm cho các bạn biết là cái la bàn nó xịn và nó chỉ đúng không? Chứ mất công mấy bạn cơ, ôi biết đâu được mấy cái la bàn nó không chỉ đúng thì sao đúng không? Ok, mình đã xuống dưới địa ngục rồi. Rồi ở đây chúng ta có rất là nhiều, wow, có thành luôn nè, xịn không? Hơn vãi nồi mới gặp luôn. Vô là có thành luôn anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy một ít thạch anh nha. Thật sự là cúp mình siêu xịn đó bạn. Cúp mình có gia tài 3 nữa, cho nên mình đào thì nó sẽ được rất là nhiều thạch anh. Thì tầm này là ok. Đấy, ok chưa? Như này là 61 này, 61 nếu mà sợ thiếu thì làm xương xương nhẹ nhẹ đây nữa. Rồi là mình đủ rồi. Quay về chúng ta làm những cái la bàn nha. Và hiện tại thật sự là mình vẫn chưa kiếm được kim cương các bạn à. Ui, quay ở đâu vậy? What the hell? Ở đâu vậy? Thôi, tha bé. Trời trời, ý dĩa trời ơi, nó còn ấy mình nữa chứ. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đợi cho nó nấu một ít gọi là cái đá lên nha các bạn. Và chúng ta sẽ chia ra, chúng ta làm một ít đá đỏ. Nhưng không biết nhiêu này đủ không, nhưng mà thôi kệ đi, đợi nó nấu một xíu nha các bạn, rồi mình sẽ quay trở lại ngay nha. Rồi, mình đã đủ rồi các bạn. Thì bây giờ mình làm 30 cái ấy đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cần có bao nhiêu cái này? Tức là 3 cái ấy của chúng ta sẽ cần có 6 cái repeater và 6 cái compactor. Vừa chuẩn, tại vì nãy mình đã tính hết rồi. Rồi, mình không, hình như là mình không cần kính đúng không? Bây giờ mình sẽ làm 3 cái la bàn. Đó, ok, 3 cái la bàn chuẩn chưa? Mà không biết, chết rồi, thiếu một sắt.
god, mình thiếu một sắt các bạn ơi. Oh my god, thì trong thời gian mà đi kiếm sắt chắc là mình đi kiếm vàng luôn đi. Thì chúng ta sẽ làm hai cái la bàn luôn, một cái la bàn sắt, một cái la bàn vàng, rồi chúng ta sẽ đi săn luôn ha. Không biết là có cần cái tấm kính này không ta, để mình coi thử như thế nào nha. Sau đó mình sẽ quay trở lại, tưởng đâu đủ, ai dè thiếu các bạn ơi. Ok ok, đây đủ 8 kính. Rồi đủ 8 kính luôn. Rồi, thử coi. Một cái. Rồi, tiếp cái nữa, hai cái. Rồi, cái này dùng sao? Cầm cái này trên tay đúng không? Hướng này có sắt đúng không? Thì cũng vậy. Ok, bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem. Ở rồi, phải hướng này có sắt đúng như là cái la bàn nó chỉ không nha. Hướng này đúng không? Hướng này, ok chưa? Hướng này đúng chưa? Hướng này có sắt đúng không? What the? Ok. Là chỉ ngược lại. Khó tìm. Thế nhờ. Này khó tìm vãi nồi các bạn ơi. Này. Chỉ sao? Cái này chỉ sao cho đúng. Hướng để mình. Ôi, còn có kim đen nữa. Cái what the hell, cái này khó thế. Uầy, cái này sử dụng sao nhờ? Mình hiểu rồi các bạn ơi, các bạn thấy cái kim không? Cái kim ở trên cái la bàn không? Tức là cái này nó có thể tìm thấy quặng và nó theo màu. Các bạn coi đi. Và cái tầm hoạt động của cái này á, là nó chỉ có 7 thôi. Tức là cái bán kính xung quanh á là 7, hình như là 7 ô hay là 7 chân gì đó. Nói chung là này mình cũng không rành, nhưng mà ở đây là sẽ có quặng than và đá đỏ nè. Chắc luôn, tại bạn thấy hai cái mũi tên không? Đó, ghê không? Ghê không? Ghê vãi nồi. Ghê đó, đá đỏ. Thấy chưa? Các bạn thấy không? Mình đoán đúng không? Đúng vãi nồi. Như vậy thì bây giờ mình sẽ thử cái này thì sao? Cái này á, tức là sao ta, giống kiểu nó nâng cấp vậy các bạn. Cái bằng sắt thì sẽ tìm được than và đá đỏ, còn cái vàng á là chúng ta sẽ tìm được vàng và sắt chắc luôn. Mình đó. Trời ơi. Như vậy là cái này sẽ tìm vàng với sắt đúng không? Ok. Rồi bây giờ nó hướng này, nó chỉ hướng này là mình sẽ kiếm được. Ghê không? Đó, như vậy là nó chia là 3 cấp. Như vậy là bây giờ phải có kim cương thì mới có thể tìm được kim cương các bạn à. Chứ còn nếu như bạn không có kim cương thì bạn sẽ không thể nào tìm được kim cương. Đó là logic game nha các bạn. Không có kim cương đồng nghĩa với việc các bạn không thể nào tìm được kim cương. Bây giờ mình sẽ cần phải đó, thấy không? Có sắt ở đây nè. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là cần phải có 3 cục kim cương cơ. Và 3 cục kim cương mình lấy ở đâu đây? Đó, gọi là một câu hỏi khó các bạn à. Hướng này có sắt nè. Đó, nó chỉ nè. Đó, nói chung là cái la bàn này cực kỳ gọi là thuận tiện luôn các bạn. Lúc nãy mình chưa biết cách xài thôi, mình tưởng đâu là gọi là nó bị hư các bạn. Nói chung là mình cũng gà, nhưng mà mình vẫn gọi là bây giờ là mình nhìn là mình biết liền. Đây, có vàng đúng không? Nhưng mà cái này nó gọi là sao ta? Nó sao ta? Không biết là nó có tính theo cái độ. Nó có tính độ cao nha các bạn. Tức là ở đâu đó ở trên này mới có vàng nè. Đó, mình đoán thôi. Tại vì các bạn nhảy xuống nè. Đó là cái la bàn nó quay ngược lại liền luôn, là nó không tìm thấy được vàng nữa. Tức là nó có độ cao nhất định nha. Nó có độ cao nhất định để tìm vàng. Từ để mình coi thử coi. Nếu đúng thì vàng nó ở tầng đó. Tức là mình đứng ở đây, nhảy xuống đây là nó mất. Đứng ở đây là nó mới thấy. Đứng đây, ồ lên trên này. Tức là nó có 1, 2, 3, 4, 5 ô hả? 5 ô thì nó mới tìm thấy hả ta? Cỡ 3-4 ô thì nó mới tìm thấy các bạn ơi. Nói chung là cũng sẽ khá là gần nó mới có thể tìm thấy được nha. Chứ nó có cái khoảng cách, không phải là nó. Khi các bạn đi á, thì hơi xui. Nói chung là bạn đào một cái hầm mai ấy, thì các bạn đi thì nó sẽ chỉ cho các bạn. Nhưng mà nó cũng, đây nè, sắp rồi có vàng nè. Đó, nhưng mà nó phải nằm trong cái khoảng cách tầm 5x5 hoặc là 7x7 gì đó chứ xung quanh bạn á, thì nó mới chỉ được nha. Nếu không, đây có vàng với lại cả sắt luôn. Đúng không? Chính xác không? Nếu mà đúng là chuẩn rồi đó. Chuẩn thì bây giờ mình chỉ cần đi kiếm thêm 3 cục kim cương nữa thôi là mình có thể gọi là đi tìm được gọi là kim cương luôn các bạn. Nhưng mà kiếm 3 cục kim cương cũng hơi khó ấy. Chứ không phải đơn giản đâu. 3 cục kim cương nó cũng hơi chua các bạn. Kiếm 3 cục kim cương. Đó, có vàng nè. Và bên này sẽ có sắt, đúng chưa? Nếu như đúng là chuẩn các bạn ơi. Trời ơi, quá là tuyệt vời luôn. Còn gì tuyệt vời hơn gọi là đi tìm kim cương gọi là với la bàn nữa. Trời ơi, đó, có sắt luôn. Quá đã, quá tuyệt vời. Ok, ok. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình có 3 cục kim cương mà mình đi tìm 3 cục kim cương nữa thì nó hơi khó khăn các bạn.
chắc là bây giờ mình sẽ dùng lệnh đi. Mình dùng lệnh mình gíp ba cục kim cương. Đây, mình gíp ok. Minecraft diamond, mình rip gíp cho mình ba cục kim cương đi. Diamond, ba cục đi. Đó, thì mình sẽ làm một cái la bàn kim cương để làm gì? Để có gì á mình sẽ gọi là thử đi tìm kim cương, đúng không? Có la bàn kim cương thì mình thử đi tìm kim cương coi. Scan radius 6 nha các bạn, tức là wow. Mình nghĩ đây là 6 lốc. 6 lốc. Mình nghĩ là 6 lốc tại vì nãy mình đứng đây đúng không? Nó vẫn scan được. Một đợt tính nữa coi. Đứng đây đi. 1 2 từ lu chút để mình tính coi cái này scan radius 6 này là tính 6 gì, mình cũng không biết là 6 gì nữa, 6 chân hay 6 lốc. Mình hướng này đúng không? Hướng này là chúng ta sẽ có được hơi khó vậy. Đây à. Thì đứng đây nó đổi hướng hả? Hướng này hả? À, cái màu này hình như là luli chứ. Cái màu này nó phải là màu kim cương ta, đúng không? Nếu mà đúng màu nó phải là màu xanh mới là màu kim cương chứ. Mình nghĩ là cái này là luli quá bạn ơi. Mình nghĩ có thể là luli. Và cái này nó chỉ scan được 6 block thôi nha, có thể nó nằm đâu đó ở đây. Nói chung là cũng khó mà kiếm được kim cương với cái này lắm chứ không phải đơn giản đâu. Đây nó nằm ở đâu đây nè. Đúng không? Nếu không đúng thì nằm dưới đất. Tại vì không đúng ở trên thì phải ở dưới chứ. Đứng đây. Đó, đứng đây thì cái nó mới chỉ qua đây. Đâu phải có la bàn. Đâu phải có la bàn kim cương là có thể tìm được kim cương đâu. Cuộc sống ở đâu đơn giản vậy các bạn. Hướng này đúng rồi ta. Đó, mình chỉ cần nhích lên cái thôi là nó kiếm sai liền. Cái này đừng nói kiếm nước nha. Ở đây chúng tôi không cần nước nha. Hướng này khó chịu quá. Đó, nó có chỉ hướng này mà mình kiếm không ra. Đừng nói nữa, lá bàn này đi tìm nước nha. Gem Finder. Khó chịu rồi, mình đổi chỗ đi. Bây giờ mình sẽ đổi chỗ qua bên này thử coi. Mình đi hướng này coi, nó tìm sao. Đúng không? Đây đúng không? Chắc chưa? Tao mà đi tới. Ôi sao mình nghe. Ơ, mình đổi đầu luôn rồi. Thôi, không đổi đầu đâu. Đổi đầu lấy gì mình bấm chuột phải cho nó đổi đầu luôn các bạn. Mình nghi cái này tìm nước quá. Mình nghe tiếng nước chảy ở đâu nè. Nhưng mà biết phải không? Không biết có phải là cái này tìm thấy kim cương không nữa. Mình nghe tiếng nước chảy nha. Luli, đúng rồi, cái này tìm luli. Mình phải mình nghĩ là phải là màu xanh á. Màu xanh mặt may nó mới là gọi là kim cương các bạn à. Như vậy là chúng ta sẽ cần phải đi tìm kim cương. Nhưng mà nó là màu xanh cơ, gem hả. Mình nghĩ là nó phải là màu xanh nước biển thì mới là kim cương. Ê quên, màu xanh mà xanh giống xanh lá cây nhạt nhạt mới là kim cương. Chứ còn không, cái này á chỉ là luli thôi. Lúc nãy mình biết ngay mà, màu xanh nước biển là luli. Bây giờ mình sẽ thử gọi là đi tới cuối cái đường mai của mình đi. Đi cái đường mai của mình cho nó dễ tìm bạn. Cái đường mai mình có sẵn rồi. Đó, mình đi vòng coi nó có ra màu xanh không. Nếu không có màu xanh tức là mình quanh đây không có kim cương. Còn nếu có luli nè. Luli lấy làm gì, mình cần kim cương cơ. Cho tôi kim cương rồi. Để mình coi thử coi, mình đang đi, mình đang theo dõi cái la bàn này coi nó có hiện lên có màu xanh không. Hoặc là chúng ta có thể dùng hai tay hai la bàn. Nhưng mà hình như cái... đây rồi. Đây rồi, đâu đây nè. Ở đâu đây thôi. Ở đâu đây, một là dưới, hai là trên thôi các bạn. Ở đâu đây thôi à. Đây, nó chỉ hướng này nè, chuẩn rồi, chỉ hướng này là chỉ... Yes! Đó, ít nhất là phải như vậy chứ. Đó, vậy mà ở đây mình không kiếm được các bạn. Mình đào quá trời luôn mà mình không kiếm được kim cương. Chỉ cần có cái la bàn này thôi là mình kiếm được kim cương liền. Ôi, đừng có đổ đến đâu, không có nhìn thấy được cái gì hết mà đổi cái gì. Để coi cái đường này mình còn kim cương không. Luli không chơi, kim cương à. Vậy là cái này tìm được luli với lại kim cương với lục bảo. Mình nghĩ là cái này tìm được kim cương lục bảo luôn. Nhưng mà để coi làm sao, nói chung là cũng phải tùy vào nhân phẩm lắm. Có cái này nó chỉ trợ giúp một phần thôi các bạn, tức là khi mình đi đào ấy, mình đào kiểu như là đào ra rồi ấy, thì mình không nhìn thấy ấy, thì nó sẽ trợ giúp mình một phần. Chứ còn thật sự thì để kiếm kim cương cũng phải tùy thuộc vào nhân phẩm của bạn thôi. Nhân phẩm các bạn đi cái đường đó mà không có kim cương thì cái la bàn này nó cũng bó tay. Đó, nó không thể nào mà giúp các bạn đào được kim cương khi mà cái đường nó không có kim cương nha các bạn. Tùy vào nhân phẩm của bạn, cái đường nó phải có kim cương. Và nó nằm ở một cái chỗ nào đó cách
bạn 2-3 block mà bạn không nhìn thấy được ấy, thì cái la bàn này nó sẽ giúp cho các bạn tìm thấy kim cương siêu dễ. Đó, Luli đi tới đây. Luli lúc nãy cũng có Luli rồi, như vậy là đó, mình nhân phẩm như mất vậy. Bạn đào hai cái đường mà hai cái đường đều không có hết, các bạn thấy không, nhân phẩm gọi là đi xuống vãi nồi luôn. Mình cũng không biết là lý do vì sao nhân phẩm mà đi xuống nữa, nhưng mà chắc là do mình ha. Ở đây có kim cương các bạn ơi, đâu đây nè. Yes, quá tuyệt vời các bạn ơi. Các bạn thấy cái la bàn này như thế nào, vẫn còn, nó chỉ vẫn còn đó, nó chỉ vẫn còn. Khi nào mà hết kim cương thì nó mất cái số luôn nha các bạn, mất cái kim luôn. Các bạn thấy cái la bàn này như thế nào, quá tuyệt vời, chứ còn gì nữa đúng không? Nãy giờ mình với nhờ cái la bàn mình kiếm được 12 cục kim cương siêu nhanh siêu dễ luôn, thì các bạn thấy như thế nào về cái la bàn này? Đổi đầu nhìn hại ha. Thì ok, để tay đây cầm cái, dưới này cầm thêm cái nữa là mình có thể có 3 cái la bàn cùng lúc luôn. Nhưng mà sao kiếm, sao nhìn được trên đầu đây? Nếu ví dụ mình đi vậy đúng không, có kim cương sao nó báo hiệu cho mình được, khó chịu thật sự. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình tới giây phút này. Nếu như bạn nào thấy cái la bàn này hay thì đừng quên cho mình một like, một share cũng như một đăng ký, và đừng quên là kích vào chuông này nhận những thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel mình. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp nha. Bye bye.